Chào buổi chiều cả nhà mình nha. Giờ mặt trời xuống sắp xuống núi rồi. Giờ dẫn cho cả nhà mình đi ra vườn. Giờ mát mới ra ngồi được. Còn sớm là trưa nắng ở ngoài này, người vườn nóng nấy nắng cái chỗ này quá, không có đi được. Giờ trời mát rồi, mới dẫn cho cả nhà mình đi ra vườn thăm dư gương. Ô, kìa, hồi lội. Cá bóng nó nằm ở trên bờ luôn nè. Ôi thôi, cá bóng dừa nằm lên trên bờ luôn kìa, đó. Ôi ôi, kinh khủng không? Bên này là con thòi lòi, còn ở bên này là... ở bên đây là con bóng dừa nè. Đó, con bóng dừa nằm chà bá nữa không? Hai con thòi lòi luôn. Ôi ôi, kinh khủng thiệt. Giết được cá bóng dừa lên nó nằm trên bờ luôn. Rồi, lặn rồi. Đó, đó hai con nữa. Thòi lòi nhóc luôn. Dẫn cho cả nhà mình đi ra thăm dư gan rồi. Hôm nay không có đi thăm dư gan. Ôi, cái dừa này sao yếu quá vậy? Trời ơi, ghê quá, lỡ cục đất rồi nè. Lỡ nguyên cái bụng đất này luôn. Ô, cái cầu này nay yếu quá. Cái cầu này đi coi chừng nguy hiểm. Coi chừng bị gãy cầu. Một rồi. Lỡ nguyên cái bản đất này luôn. Đất nó không có rễ cây đeo bám lại. Đây, đây là dì dưa gan. Hôm nay mình dẫn cho cả nhà đi thăm dưa gan. Mà dưa gan này là dưa gan trái dài. Ngay cái khuỳnh này là trưa nắng dữ lắm, cho nên không có dẫn ra được. Đó, đã chưa? Đó, dưa gan nè. Trái dài, đó, nè. Buổi chiều, thấy buổi chiều mặt trời đẹp không? Quá chừng đẹp luôn á. Đó, cảnh buổi chiều ở quê mình đó. Thấy không? Mặt trời xuống núi rồi. Đây, vô đây là thăm dưa gan coi có chín không. Ô, thấy này nó mềm mày. Thấy này mềm mày nè. Thấy này ăn được rồi, hái vô. Ôi, thấy này nứt luôn rồi. Ô, trái này bị nứt luôn rồi nè, cả nhà thấy không? Đó, trái nó bị nứt luôn, còn cái trái này là chín mềm luôn rồi nè, hát vô được rồi đó. Còn trái bên này có mềm không? Đây còn hai trái nữa nè. Đó, đã chưa? Ô, chết rồi. Chín luôn rồi. Trái này còn cứng. Trái đó cứng, còn trái này là chín luôn. Hồi nữa mình cắt luôn. Đây, đây là trái dưa gan mình mới vừa hái nó đây. Kiến lên rồi. Chiều nay mát trời. Mát trời ra ngoài vườn ngồi hái dưa gan ăn đã không? Mình sẽ, trời ơi, kiến mình sẽ lặn cái phần kiến này mới được. Nó dục con kiến này là con kiến giống như con kiến lửa vậy. Đấy, lấy dao mình lặn đó. Lấy dao mình gọt vòng cái vỏ này mình ăn luôn. Ăn thử dưa trái dài này cái. Hôm hổm dưa mà trái tròn á,
Dưa tái tọn nó ngon, hết sức ngon luôn. Còn này ăn dưa tái dại. Đó. Nè, quá ngon. Đã chưa? Đó. Dưa quá chừng đẹp luôn nè. Ăn dưa gan. Chiều ra ăn một cái này nữa cái no luôn. Nghỉ ăn cơm chiều luôn quá. Nằm tên tên cát cho nên nó dính vào cái cát. Không biết nó ngon bằng dưa tròn không. Này bỏ nước đá quậy miếng đường vô. Rồi, đây. Một trái dưa các bạn là cực kỳ ngon. Quá đã. Đây, mời cả nhà ăn dưa gan nha. Quá chừng bột luôn. Dưa dòm bột mà bột cái ham luôn á. Cái ruột nó ăn ngọt ngay à. Cái ruột có lông này à, nó có cái ruột vô giống như ăn đường vậy á. Mời cả nhà ăn dưa gan với mình. Dưa dẻo dẻo rồi ăn thêm có cái ruột nữa ngọt ngọt đã. Chảy mật ra luôn à. Đã không? Ăn cái hột này luôn. Còn cái hột này mà giờ mình sổ nó xuống á là mười mốt nó bò nó mọc lên nữa, mưa xuống á nó ướt cái nó mọc lên dây khác. Cái này á nó hên á là nó không có mắc mưa cho nên nó không có dồi. Hôm hổm ra thăm gặp cái trái dưa mà như tròn á, mưa xuống cái dồi không à. Ngọt ngay à. Mời cả nhà ăn dưa nha. Ngọt ngất ngay luôn á. Chiều ra ngồi trời trong xanh gió mát. Một mình làm nguyên một trái dưa. Quá đã luôn. Ở khúc dưới này nó chưa được chín hung. Nó còn cứng cứng.
gọt cái dưới này luôn. Dưới này còn cứng ngắc à. Nó chín cái mé dưới trước. Còn mé tên này nó bị héo. Cái tên này nó bị héo rồi. Đó. Lọng lục dừa lục bí. Ngon. Giờ còn hai trái nữa. Mình hái hai trái đó mình đem vô. Ăn một trái, hái hai trái vô. Ơi mới đụng nó xúc cuốn luôn rồi, nó chín nè, xúc cuốn luôn nè, nè đã không, chín xúc cuốn luôn á. Rồi wow, hai trái dưa gan chín xúc cuốn luôn. Đẹp không? Quá trời đã, hai trái. Quá trời. Rồi, mình đi vô thôi. Tạm biệt cả nhà mình nha. Hái được mấy trái dừa. Giờ mình đem vô.